Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em ha. Mọi người mua hàng liên hệ các thông tin trên màn hình nha mọi người. Là số điện thoại của em nè, 0348103 ha. Mình gọi điện ha mọi người, gọi điện chốt hàng. Rồi nếu mà gọi có lúc em bận thì mọi người để lại tin nhắn cho mình ha. Để lại tin nhắn, em sẽ trả lời. Rồi, khách hàng mới mua lần đầu thì mua lòng chuyển khoản ha, chuyển khoản giúp em. Mua lần đầu. Còn khách mua quen rồi, mua nhiều lần thì em vẫn ship COD bình thường ha. Rồi em gửi hàng trong ngày, gửi hoặc là chậm nhất là qua ngày hôm sau ha. Gửi bên Viettel, gửi chuyển phát phát thường. Cho giá nó rẻ hả mọi người, giá cước á. Giá em đăng là chưa bao gồm phí ship nha, không có bao ship. Rồi, mọi người đăng ký kênh ha, để được theo dõi mấy video mới đăng lên thì sẽ được cập nhật về cái điện thoại của mọi người ha. Rồi, hôm nay video là 255, mã số của cái video ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Em lên là giày nha mọi người, lên một ít về ít giày nữa nè. Giày với lại có cái nón bảo hiểm nha mọi người, bảo hiểm của Nhật. Nón bàn tư. Rồi mọi người cần sử dụng giày thì vô coi ha. Rồi em cảm ơn nha mọi người. Đây cái nón bảo hiểm nha. Nón đúng chuẩn Nhật, rất là xịn nha mọi người. Nói chung là nó là tem tiêu chuẩn của Nhật này. Đây, nó làm cái xốp này rất là dày nha mọi người. Nè, mọi người xem nè. Đây. 38mm ha. Đó, nó gần 4 phân luôn á, tính cái vành xốp này nè. Lót còn rất là đẹp. À, tình trạng dây nè. Con này có Sài Gòn nhưng mà nó còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, khóa. À. Rồi, cái này cái vòng đầu của em hiện tại là 57-58 ha. Vòng đầu của em 57-58, em mang vừa y ha mọi người. Mang vừa y. Rồi, cái nón này nó có khuyết điểm tí là nó bị mất cái kính nha mọi người nè. Nó có kính đây nè. Cái này thì mọi người phải chế kính lại rồi ha. Muốn xài kính hoặc là mình mang mắt kính ha. Tại vì nón bằng tư nó rất dễ. Không cần kính thì mọi người mang kính mát bình thường. Còn cái nón mà dạng full face thì bắt buộc nó phải có kính ngoài ha. Mà nó kính nó rất là khó mang. Còn nón này rất là dễ mang mắt kính ha. Mình mang mắt kính bình thường, kính cận, kính mát đồ vẫn đeo cái nón bình thường ha. Nón bằng tư. Nó chọc bên cái tai nè. Rồi. Làm miếng lót nè, rất đẹp. À, loại da nó nè. Xài rất lâu rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là ok mọi người. Không có bị bong nha. Không có bị bong giống như mấy cái nón mà China. Nón rẻ tiền nha mọi người. À. Chất lượng thì khỏi nói luôn ha. Đây. À. Em cũng đang xài nón là bình thường á, cái dạng nó bong hết này luôn mọi người. Nó bong cái này ra nè ha. Đó, còn nón này là không có bị bong nha mọi người nè ha. Vải thì nó sẽ sờn, xài thì nó sờn ha. Nhưng mà nó không có bong mấy cái lớp này. Rất là xịn. À, cái lớp cao su này nó rất là dày luôn nha nào. Nó lót nguyên một cái đường chỉ cao su dày lắm. Rồi nó hoàn hảo nè, đồ dẻo nó rất là dẻo. Bóp mạnh, thật mạnh luôn mà không có bị vấn đề gì hết. Nó dẻo. Nó cứng mà nó dẻo nữa nha. Đó.
cũng ok cho nó. Rồi giá rất là ok luôn, 550.000 mọi người, mã số 1 ha. 550.000. Rồi giới thiệu mấy đôi giày nha. Giày xây giày cũ được cái là nó độc luôn à, nè, nó độc mà. Kiểu rất là độc. Chung một kiểu trên thị trường nó không có, rất là ít. Chung một hàng hiếm, ít gặp. Cái kiểu nó ha. Ở chất lượng nó thì khỏi chơi ha. Chất lượng nó tốt. Còn độ mới cũ thì tùy đôi mọi người. Cái đôi xài nhiều thì nó xấu, xài ít thì nó còn đẹp ha. Chung hàng xài rồi. Rồi đôi này là đôi dài đi dạng đi xe mọi người, đi xe, đi ngoài trời ha, đi leo núi này kia. Nó size US là size Mỹ 9.2 ha. 9 1/2 là size 9 9 rưỡi mọi người. Size 9 rưỡi nó tương đương với mình là 43 ha. Size 43. Cái dạng này nó đi nó có chống mưa nhẹ mọi người ha. Nè. Kiểu nó làm liền cái lưỡi gà luôn nè. Cái này đi rất là bụi ngầu, đi ngoài trời. Dạng nó cổ cao ha. Cao hơn mắt cá chân. Đó. Size tới 43 mọi người. Ha. Cái mũi cứng lắm. Mũi nó có cái lớp nhựa cứng. Đây nè. Cái này nó có keo nha mọi người, dính keo ngoài nữa ha. Cái này là da lộn luôn à, da thật ha. Nè, phối da lộn phối với vải. Cái này là hiệu nó nè. Ở đó số 1, mã số lỗi là đôi mã số 2 nha. Size 43 500.000. Rồi tiếp theo là một con giày này là chơi bóng rổ luôn rồi. Chơi bóng rổ, chơi cầu lông, bóng bàn, nói chung mấy môn thể thao mà chơi trong sàn trong nhà đó, thể thao trong nhà ha. Đây đế nó chuyên chơi thể thao nha. Nào. Yonex hiệu Nhật ha. Con này nói chung nó hơi xấu cái da nha mọi người. Xấu da ha, bán rẻ. Size 43 luôn, mã số 3, 400.000. Da trước nè. Còn mang chơi thể thao là khỏi chơi. Đế nó rất là tốt. À, đế nè. Đế kép ha mọi người, đế 2 lớp á. Đúc 2 lớp. Nè, nó xấu cái phần mũi nè mọi người. À, xấu phần mũi nha. À. Yonex hiệu Nhật ha. Rồi mã số 3, size 43, 400.000. Rồi tiếp theo con hàng hiệu của Robot. Hiệu của Mỹ ha,
của anh, robot của anh. Đây thương hiệu, hàng thương hiệu của robot ha. Con này đế dạng nó làm bám nè mọi người, đế bám nhưng mà nó có lỗ thoáng khí nha, đây hả, nó làm nguyên dạng lỗ thoáng khí, da bò nguyên tấm nè, da bò nguyên miếng miếng ha mọi người nè, ngoài nguyên miếng bự. Đây hiệu nó robot rất là chất nha, này con này rất là chất lượng. Bên trong lót mềm nha, lót cái này nè, vải mềm. Đây da, làm người coi miếng da nó. Nó là màu nâu ha, màu nâu sậm. Con này đánh xi lên xi nâu á, đánh xi lên là nó sáng đã rất là đẹp. Cái này về không có đánh xi nha mọi người, em về nguyên thì bán vậy, rồi mua lọ xi đánh lên là xong. Miếng lót của Unix ha, miếng lót Nhật, mang rất là êm chân nha mọi người, mang rất êm. Rồi con này mã số 4 ha, size 42 nha, 600.000. Rồi tiếp theo một con thương hiệu cây quýt của Mỹ ha, hiệu cây quýt thương hiệu của Mỹ, hiệu dài cây quýt. Cây quýt cái con này màu rất là lạ luôn nha mọi người, da nó là da rất là mềm, da nguyên, da full nguyên con luôn, rất là mềm, bên trong khó lót da luôn, bên trong là da cù nha mọi người nè, cái da nó mềm mèo luôn, da mềm nhũng, bên ngoài cũng mềm, bên ngoài là da bê à. Nó mềm nhũng à. Màu lạ, cái con này nó nhuộm màu rất là lạ luôn, nó vàng không ra vàng, nói chung cái màu lạ đậm luôn. Đó, cái màu người nhìn trên video nó sao là màu ngoài vậy á, mà trên video thì nó có đèn sáng hơn tí ha, nó chói hơn tí, màu nhìn rất là lạ luôn, chưa trước giờ mới thấy. Cây quýt ha, này thường cái logo nó nè, còn đế còn ok nè, đế rất ok nha, cái này dính đất nha mọi người, chung là giờ chưa rửa này nó dính đất chứ không à, đế rất ok, không có mòn nhiều nè. Này nó mai full đế luôn nha, đây điện chỉ mai này, full đế hết này, nói chung hoàn hảo này, trong lót da mềm mèo à, mang nó cũng êm nữa. Rồi con này size 41 ha, là mã Mỹ, à, cái size Mỹ là số 8 ha, size 41. Dài này là mang full lên cái gót chân luôn rồi, à, cái mắt cá ha, cổ cao nha. À, để mang đôi này vô thử cho mình coi thôi. Rồi mang rất là êm luôn, size 41 nha, nè, mang vô nó dài nè. Chân em là 40.5 ha, nó lỏng tí, 40.5 mang được luôn nha, 40 thì hơi nhỏ, 40.5 là nó lỡ lỡ tí á, 41 thì nó vừa y. Rồi con này size số 5 ha, à, xin lỗi là mã số 5 size 41 ha, 600.000.
Rồi tiếp theo con Decenter. Decenter này hiệu Nhật ha. Decenter. Đây con này mang thể thao, thời trang đẹp. Đây kiểu nó thiết kế đẹp ra. Mang thể thao cũng đẹp. Mang đi thể thao là ok, nó nhẹ. Nhẹ mà nó êm chân. Đây. Kiểu thể thao nè, rất là êm chân. Vẫn đẹp. Thời trang vẫn đẹp luôn. Rất là đẹp, hài hòa. Không quá nổi cũng mà cũng như quá là nó tối. Rồi cây quýt ha, cây quýt nè. Cây quýt này, à xin lỗi là cái Decenter. Nè, Decenter. Size Mỹ, USA là 8. 40.5. Con này 40.5 nữa nha. Chân em mang vừa y luôn mọi người. 40.5. Đó. Vừa khít luôn ha. Vừa y, hàng rất là êm luôn. Vậy thoải mái. Nó êm lắm. Mà nó độ nhẹ nữa. Rồi con này mã số 6 ha, 40.500.000. Rồi hoàn hảo. Con này hoàn hảo. Đây đế nè. Nói chung hoàn hảo nè. Rồi, tiếp theo một con giày màu giày dạng cao cổ nha mọi người. Giày dạng bót ha. Giày bót cao. Chung cũng không cao mấy, cái này dễ mà qua mắt cá. Mà dạng nó là đế cứng ha, nè. Đế cứng, giày cao đế cứng ha. Nó mà mang rất là ngầu nha, đẹp. Đây. Gót đồ nó may lại rất là ok. Da nguyên miếng da nè, da mềm. Da rất là mềm luôn mọi người. Da mềm mèo à. Khuôn da mềm. Cái hiệu nó nè. Tay hiệu nó nha mọi người. Cobergi. Đây là hiệu nha. Đó. Đế luôn. Rồi rất là ok, nhưng mà xấu một tí là ở chỗ này nha mọi người. Nó dính nó, đâu rồi. Đây nó dính keo nè mọi người. Cái con này nó có may đế à, mà không biết loại bển nó xài xong rồi nó đi chết keo vô. Dính keo luôn rồi. Rồi bán rẻ con này nha, 450 ha. Size 40. Mã số 7. Size 40 luôn. Mang rất là cầu luôn nha, coi này. Mang nó dưới quần green nữa là rất là đẹp luôn. Đây size 40 nó vừa rồi mà. Đó. Tiếp theo một con hàng hiệu của Van. Con hàng hiệu của Van Mỹ ha. Van Mỹ, con này rất là độc luôn nha. Đẹp, độc. Hoàn hảo. Full da. Full da luôn ha. À da nè. Này da nè. Logo Van nè. Đế mai. Đế đẹp, hoàn hảo luôn.
đế còn rất đẹp luôn. Cái này size số 10 nha mọi người. Size này phải 40 đây. 43 44 này ha. Size số 10 nha mọi người. 43 mình mang vô cũng được. Nói chung mang lỏng hơn tí thì nó mang tất rồi vô cũng được. Cái con này Bangladesh nó sản xuất nha. Made in Bangladesh nha. Đây. Thương hiệu con gấu ha, logo gấu như là nó đời nó gọi là xưa. Rất đẹp, còn hoàn rất là hoàn hảo. Con này mang mình chỉ cần kéo cái này ra là sọt chân vô nha. Ha. Rất là nhanh luôn, đó. À, trong lót vải nè. Vải còn nguyên. Chất lượng. Con này cũng là cổ nó cao ha, cao hơn mắt cá nha. Đây. Được hoàn hảo luôn. Rồi con van này mã số 8 ha. Size 44 nha mọi người. 43 đến 44 mà. 800.000. Tiếp theo về cái con này dạng về tay mà có cục dây mọi người, giống như doctor cái đế cao su, da nó rất là giống da voi nha mọi người. Nè mọi người xem cái đường y như da voi luôn, mà nó bị khuyết điểm là nó bị hư cái đế rồi nha mọi người. Nè cái đế không biết nó bị bung, nó chảy cái keo ra nha. Ha. À, không biết sao mà nó chảy keo ra, nó dính. Con này nó mai đế luôn nè, rất là tốt. Cái phần trên nó hoàn hảo luôn, da đẹp như da voi, rất là giống da voi đó. Phần trên nó hoàn hảo luôn, mà cái phần dưới nó bị ấy cái đế rồi. Mọi người phải đi chung là dán cạnh đế lại. Nè cái đế nó vẫn có nè, dán cạnh, dán mặt đế lại. Rất là đẹp của Land Rover nha. Đây à, hiệu của Land Rover size 40.5 luôn. 40.5 ma. Da trong da ngoài nhau nha. Nè da trong nè, da hai lớp từ trong ra ngoài Land Rover. Còn độ mới nó còn cao mà không hiểu sao nó bị chảy cái đế ra nha mọi người. Ha, bị lỗi cái đế. Rồi bán rẻ luôn. 200.000 mã số 9 size 40. Land Rover. Này giá này mọi người về làm cái đế rồi nha. Mặt trên quá đẹp. Nè. Da hoàn hảo luôn, da không có gì để chơi hết. Nó bị cái là nó bị lỗi đế. Tiếc rồi. Rồi, mã 9 ha, size 40, 200.000. Rồi, tiếp theo con một con cây quýt ha, cây quýt nữa. Đây bây giờ con cây quýt của hiệu Mỹ nữa nè. Dòng cây quýt nó làm rất là chất lượng. Cái đế này à, mai đế, full đế luôn. Con này rất mới luôn, như mới vậy. À mà cái con này bị mất cái là nó bị mất cái lót mọi người nè. Mà nhìn trong ha, mất cái lót rồi nha. Con mất lót rồi. Với lại size nó là nhỏ nha, hay nhỏ nha, 38 mang nha, chân 38 rồi. Mất cái lót rồi, bên ngoài rất là hoàn hảo luôn. À. Hoàn hảo khỏi chưa. Đây nó có cái đường chỉ như dạ quang. À. Dạng cổ cao luôn nha, đây. Cổ cao size 38.
Cây quét nha. US7. Rồi size này nhỏ, 3T8 mang nha. Mã số 10, 250 nè. Mắc cái lót nha mọi người. Còn tình trạng là bên ngoài là như mới. Đó, bán rẻ 250 nha. Rồi tiếp theo con hàng hiệu của Lacoste ha. Hàng hiệu Lacoste cá sấu á, hiệu cá sấu Mỹ á. Hàng đúng hiệu Lacoste cá sấu full da. Một con dài full da luôn. Là nó da từ ngoài vô tới cái lót bên trong luôn nè, lót nè. Cái tấm bên trong á. Mà nó sẽ là full da. Con này hàng xuất Nhật nha mọi người. Cái tem này chữ Nhật nè, mà nó bay rồi. Đây con này rất là dễ mang luôn rồi, chỉ cần mở ra là mang nè. Mình thấy da nó làm full trong ra ngoài. Rồi tiếp tục con này size 40 nữa nha ha. 40 nữa nha mọi người. Đó. Một con Lacoste da size 40. Cái con này nó có cái khuyết điểm nha mọi người. Này ok hết mà có khuyết điểm này nè, nó bể ở đây miếng. Ha. Cái đế này nó bằng nhựa ở đây nó bể à. Ok, còn mang thì ok nè. Vấn đề gì nè. Da rất là bền. Này chuyển về nó bị quăng xuống nó cắn nó gãy. Ồ nó bể miếng. Mang về không ai thấy mọi người. Mang không có thấy. Mang đi về sao thấy. Nằm dưới đế. Dưới đất. Rồi mã 11 ha, size 40, 450 nè. Đôi giày cá sấu Lacoste. Rồi tiếp theo con hàng hiệu nữa. Đây rất là về, rất là về chung hàng hiệu. Reebok. Reebok hiệu hồi xưa nha mọi người. Con này hơi hiếm à. Đâu có còn sản xuất Reebok nữa đâu. Ha. Reebok hiệu nó sáp nhập rồi, nó thành của như chắc à, nhớ không lầm là của Adidas hả? Không còn Reebok nữa nha. Reebok đây. Con Reebok hàng hiệu VL6000. Chung một cái con đình đám hồi xưa ha. Reebok của Anh. Tem nè. Đó. Để hoàn hảo. Con này hoàn hảo hết. Nó chỉ bị đây nó xấu tí chỗ này dính keo ha. À. Đó, dính keo đen đen xíu. Kiểu thiết kế rất là đẹp luôn. À. Reebok. Chắc chắn nha. Kèo rất là chắc chắn. Rồi mã 12 ha, size 39 nha. Size 39, 550 nha. Size 40 chân nhỏ mang được là 39.5 mọi người. Cái chân em vô lọt nha.
Chân em vô đôi này rất là đẹp luôn, lọt nhưng mà nó hơi kích đó, cứng xíu. Thì là chân 39.5 sẽ là vừa y ha, 39 đến 39.5 ha. Rồi hàng hiệu nữa, con nai ha. Đây con nai full đen nha mọi người. Con này rất là nhẹ nha. Con này mang thể thao, mang thời trang đi chơi thể thao ha, rất là nhẹ. Hiệu nai đây, tem sắt nét. Con này Ấn Độ sản xuất nha, Made in India. Size 41 ha. Size 8 là 41. Tay độ mới còn rất là cao. Con này hoàn hảo luôn. Đế nè. Đế không che đâu được. Còn gai góc. Độ mới cao nè. India sản xuất nha, Made in India nè. Rồi con hiệu Nike này mã số 13, size 41, 650 nè. Rồi Nike rồi tới Adidas nữa. Adidas hiệu nữa. Con này là đi thể dục nha. Con này hơi xấu. À, chung nó xấu thì nó xấu ha. Nhìn nó xấu nè. Nha. Chung nó đây, đế nè. Cái loại này mang rất là nhẹ mọi người. Đế dạng đế xốp á. À. Đế nó nhẹ. Nha. Mang rất là nhẹ luôn. Rồi size 40 nữa nha. 40. Cái này size 40 nhiều. Adidas size 40. Đây Adidas nè, size 40 nha. Mã số 14 ha. 40 500 ngàn. À, rất là sướng, êm, nhẹ. Dòng này thì mang rất là êm chân, sướng chân. Rồi cuối cùng có một con Nike, Nike Zoom ha. Tiếp theo một con Nike nữa, hàng hiệu nữa, Nike Zoom. Nike Zoom này chuyên chơi thể thao trong nhà nha. Chơi bóng gỗ, cầu lông, bóng bàn. Nói chung là chuyên chơi thể thao, đế chơi thể thao nha. Nè. Nike Zoom. Bác nào thích chơi thể thao thì lấy con này nha. Bao chất luôn. Hoàn hảo luôn nè. Đường keo rất là chắc chắn. Chuyên chơi thể thao. Đế chơi thể thao ha. Đây người xem cận cảnh vô cái đế nè. Rất là lạ. Đó này Zoom. Hiểu nè. Chuyên chơi thể thao vận động trong nhà ha. Tem cực kỳ xịn luôn. Rồi size 40 tiếp tục. Con này em mang vừa y luôn, nhưng mà không có chơi thể thao, tiếp là không có chơi thể thao ha. Không có chơi mấy cái môn ở trong nhà. Trong mà nó chơi ngoài trời được thì em lấy nó rồi ha. Để xài. Đây rất là đẹp luôn nha mọi người. Quá đẹp, mang rất là đã. 40.5 á, 40.5 mang vừa y. Bác nào hay chơi bóng bàn, cầu lông á, thì lấy con này chơi ok.
này rất là bền luôn rồi, cái đế này bền khỏi nói, hàng hiệu nay mà. Rồi mã số 15 ha, size 40, 700 ngàn. Rồi hết rồi, kết thúc video đây mọi người. Rồi cảm ơn mọi người nha.